Xin chào các bạn. Ngày hôm nay may mắn mình có sưu tầm được một bên tai nghe của chiếc AirPods 2 này. Đó, mình sẽ bung hết nội thất ra để cho các bạn chiêm ngưỡng bên trong luôn. Thực tế thì mình cũng chưa được trực tiếp nhìn thấy cái nội thất bên trong của chiếc AirPods này các bạn ạ. Mới nhìn ở bên ngoài thôi là đã thấy cái hầm hố của nó rồi. Lộ ra cái viên pin của nó này. Pin này pin sắt luôn. Dạng pin kiểu giống như pin 18650 ấy, nhưng mà nó mini các bạn ạ, siêu nhỏ luôn. Bây giờ nhìn nó quá là tàn tạ luôn rồi. Mình sẽ tháo ra thật nhẹ nhàng và chi tiết cho các bạn xem cái mạch nó luôn. Cái này thì mình cũng đã nhìn thấy cái nội thất bên trong rồi, nhưng mà thông qua hình ảnh các bạn ạ. Thông qua hình ảnh ấy, nhìn nó không có được đã mắt, nó không có được trực quan cho lắm. Nay may mắn lại tìm được cái này. Ý chà, dài lắm các bạn. Đây bình của nó đây này. Mạch miếc các thứ chắc nằm trên này. Khá là khó tháo luôn. Rồi ra rồi các bạn ạ. Ui, sớm rồi. Đây, cứng đầu. Đây là pin này. Dưới cái đít này nó còn có cái micro này các bạn. Để mình xé cái này ra cho các bạn xem này. Đây, micro này. Đó. Không biết có phải không, để mình cắt ra luôn xem cho dễ. Nhìn mặt sau thì kiểu nó giống cái con chip gì á, nhưng mà mình nghĩ nó là micro thôi. Chà, dán keo kỹ lắm các bạn ạ. Đúng hàng của Apple khác. Cơ bản thì cái này nó cũng đắt tiền mà, nó làm như vậy cũng đáng các bạn ạ. Đúng kiểu đáng đồng tiền mất gạo. Đó, đúng rồi các bạn ạ. Micro. Đây là cái lưới này. Cái lỗ micro này. Bóp nát nó ra luôn đi. Chà, không chỉ có micro không nữa các bạn ạ, mà nó còn có tụ nó con chó gì nữa này. Sẽ zoom to lên nữa cho các bạn mà thấy dễ hơn này. Đó. Con này nó nhỏ quá mình cũng không có nhìn rõ được luôn, hình như là con một con tụ một con chó. Hai con chó này. Bé quá, mình nhìn không có được. Nó làm cầu kỳ ghê các bạn ạ. Bên sắt bên ngoài là mình thấy có một cái vỏ sắt rồi. Mình sẽ bóc ra luôn. Đó, nhìn nó giống hệt như một viên pin 18650 luôn, nhưng mà nó ở cái kích cỡ siêu nhỏ. Đây, không khác gì luôn. Trên này là cực dương này. Mình sẽ lấy nét phóng to lên cho các bạn xem. Nó có cái cơ chế bảo vệ giống hệt pin 18650 luôn các bạn ạ. Có mấy cái lỗ kìa. Bên dưới đó là một cái van đấy. Khi nào mà nó bị trục trặc là nó sẽ đẩy cái van lên, là nó mất tiếp xúc cực dương với cái pin này luôn. Coi như là nó sẽ thực hiện được một cái cơ chế bảo vệ pin nha các bạn, tránh gây ra hiện tượng nổ ấy. Sẽ rất là an toàn luôn. Quá chất lượng luôn các bạn ạ. Đúng hàng của Apple khác. Cứng thế. Đó, ra rồi các bạn ạ. Cuối cùng đã ra. Đây, bây giờ mình mới được trực tiếp nhìn thấy cái cấu tạo bên trong của chiếc AirPods luôn. Cái này nó còn nối ra cái gì này. À, cái cảm biến các bạn ạ. Đây này, cái dây nối ra cảm biến này. Dây này. Ra đây nó có hai cái mắt cảm biến tiệm cận này.
nó nhỏ quá, mình phải zoom lên cho dễ nhìn. Đây cái chỗ này, hai cái mắt này, cảm biến tiềm cận này, còn đây là driver này, nhìn chất ghê các bạn ạ, xịn thật đấy. Mặt sau này mới chất nữa này các bạn, có IC này, một đống IC luôn, rồi tụ điện này chi chít luôn, quá trời thứ luôn, xịn thật sự luôn, quá bất ngờ luôn ạ. Con IC này nó có tên nhưng mà nó mờ lắm các bạn, mình zoom lên rồi nhưng vẫn không thấy được tên của nó, rất là mờ luôn, quá là cầu kỳ, đứt luôn đi. Kết mỗi quả driver này với mớ mạch đằng sau nhìn quá là khủng khiếp luôn các bạn, công nhận là bóc mấy cái này xuống tay thật sự luôn. Hầm hố thật sự luôn. Đây là cái cuống keo này, trong này nó còn có thêm cái gì nữa này, cầu kỳ ghê luôn. Trên này có thêm một cái cảm biến tiềm cận nữa này. Rồi lại còn mặt dưới nữa cơ. Đây các bạn thấy này, trên này một mạch này, rồi bên dưới này thêm một mạch nữa này, chi chít linh kiện luôn, hàng tá linh kiện luôn các bạn ạ. Cái này lỡ như mà nó hư mạch thì chắc không sửa được đâu, tại vì nó chi chít khó tháo cỡ này cơ mà. Ô, cái này hình như nó còn có thêm một micro nữa các bạn ạ. Đây, ô phải, cái này nó có thêm một cái micro nữa các bạn ạ. Vậy là mỗi tai nghe nó có tới 2 micro luôn, kinh thật đấy. Mình nghĩ 2 micro này nó sẽ giúp chống ồn tốt các bạn ạ, nó xử lý các thứ ấy, rồi nó lọc ồn ra, mình nghĩ là vậy mà không biết có phải hay không. Dưới này thêm một mạch nữa này, đó, nhiều mạch thật sự luôn. Mình không biết mặt sau này nó còn có cái gì hay không đây. Đó, có mỗi một bên tai nghe thôi mà nó đã cầu kỳ thế này rồi các bạn ạ. Thảo nào nó lại đắt tiền như vậy, tại vì nó chứa công nghệ này, rồi quá trời thứ trong này luôn, bảo sao nó lại không đắt tiền như vậy. Đây, siêu cầu kỳ luôn, IC này, linh kiện này, quá trời luôn. Nhìn qua cái driver này thôi cũng đủ thích rồi. Cái màng nó làm bằng cái gì ấy, hay lắm các bạn ạ. Mình sẽ zoom lên cho các bạn xem cái màng loa này, nó làm hay lắm, nhìn chất lượng thật sự luôn á. Quá chi tiết, quá sắc sảo. Rồi, mình đã cho các bạn chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong của chiếc tai nghe AirPods rồi. Bây giờ mình xin kết thúc video này tại đây nha các bạn. Các bạn hãy dành tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn.